Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video gói hàng của mọi người đó nhé. Ok, đây này là của em Thu Trang nha mọi người. Em có đặt của mình đó chính là hai cuộn washi nè. Đây là hai set sticker 6 tấm nhé. Tiếp theo là những cái túi sticker túi nha mọi người. Một bé da màu đen nha. Da này hôm bữa mình về màu này á, rất là nhiều bạn hỏi luôn á. Một bé sushi donut. Một bé còng mây. Hiện tại là khi mà mình mới chấp về tâm mình còn, hiện tại là mình mới chấp về nên là tay mình vẫn còn rất là đau mọi người. Đây là mình sẽ quay từ từ nhẹ nhàng thôi nhé. Mong là mọi người thông cảm. Trước mình gọi mấy squishy rồi nha. Squishy này thì mình đã giới thiệu ở video trước rồi. Lấy cho bạn thêm một box quà nha. Cuối cùng là một ít nước hoa nha. Xong đây này rồi. Ok mọi người ơi, đây là mình một đơn hàng của một bé có tên là Như Anh nha mọi người nha. Đi chấm suốt. Một cái ghim cả ba lô. Một bút nha. Hai set sticker 4 tấm. Và những cái sticker lẻ. Aqua washi. Đây là những túi sticker mini nha. Bây giờ mình gói vô nha mọi người. Bỏ vô nha. Chạy theo cho em mấy một bịch quà. Xịt một chút nước hoa.